Xin nồng nhiệt chào mừng và nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các thí sinh về tham dự hội thi cán bộ tư vấn giỏi khu vực miền Bắc năm 2023 ngày hôm nay. Lời đầu tiên, chúc phép Thu Nguyên và Bình Thường xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại diện 25 tỉnh về tham dự hội thi khu vực miền Bắc ngày hôm nay lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây, xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội thi chương trình nghệ thuật chào mừng do các diễn viên đoàn nghệ thuật ca mối nhạc nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc biểu diễn. Sau đây xin được trân trọng gửi tới quý vị. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí, lời đầu tiên cho phép Linh Vân xin được thay lời tập thể nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật tỉnh xin được trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và chúc chương trình chào mừng hội thi tư vấn giỏi khu vực miền Bắc nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ngày 29 tháng 10 năm 1993 và ngày 29 tháng 10 năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Chương trình gồm các tác phẩm Màn hát múa Việt Nam đất nước ta ơi, sáng tác nhạc sĩ Trần Nhuệ, biên đạo múa nghệ sĩ Cao Tùng, Tốt ca nam Nguyện theo chân Bác, sáng tác nhạc sĩ Xuân Oánh, múa Nam Vàng, biên đạo múa nghệ sĩ Mạnh Tuấn, đơn ca nữ Vĩnh Phúc quê em, sáng tác nhạc sĩ Thanh Bình, thơ Đại Trang, màn hát múa Chúng ta liên minh chúng ta hợp tác, biên đạo múa nghệ sĩ Đình Sáng, qua phần biểu diễn của ca sĩ Linh Vân, Hoàng Việt, Minh Tuyển, Ngọc Mai, Minh Trang cùng tập thể nghệ sĩ diễn viên nhà hát biểu diễn. Và ngay sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bầu trời đêm có một vì sao rực sáng soi trong tim nhân loại, soi trong tim bao người mênh mông như đại dương, bao la như đất trời. Chúng con nhớ người thank you.
đất vinh thiêng của người Việt cổ, nơi khởi nguồn văn hóa.